Vâng, Đô Duy xin chào quý vị và các bạn. Đây là một số gian hàng thương mại triển lãm Bình Định. Tôi đi tham quan để chia sẻ các anh em tham khảo nhé. Vâng, rất nhiều những cây khế được đến từ miền Tây. Vâng, và tôi có đến tham quan một gian hàng cây thương mại. Các anh đến từ Vĩnh Long. Anh ở Vĩnh Long là ở huyện hay là phường nào anh? Ở thành phố à? Ở ngay Tích Cái Ngang. Dạ? Ở ngay Tích Cái Ngang, phường Tân Bình đó. À, phường Tân Bình chứ? Dạ, phường Tân Bình. Phường Tân Bình. Tích Cái Ngang. Vâng. Cây khế dáng quá đẹp với cái bệ rất là tuyệt vời này. Các bác thưởng thức này. Tại triển lãm Bình Định, những cái gian hàng thương mại các anh đến từ Vĩnh Long. Đẹp quá thật. Cái khế này mà giao lưu thì bao tiền anh ạ? Vâng, theo ý kiến của các anh nhà vườn ấy thì tôi quay hình ảnh thôi. Các anh chưa muốn báo giá trong cái dịp này. Thì tôi quay cho các bác tham khảo thôi nhé, hình ảnh về chất lượng cây thôi. Và nói về khế thì cũng rất nhiều những cái phôi, vì trước nó là cây hoàn thiện rồi, cây đẹp rồi, nhưng canh xuống tán để mang đi cho nó vận chuyển cho nó dễ. Đây là những cây khế. Và hình ảnh đây là một cây dưới này. Cây dưới này thì chắc là báo giá được. Không à? À, thế không thì thôi. Không báo giá. Quay thôi, quay chơi. Cây thương mại hỏi giá không báo thì hơi căng nhỉ. Bởi vì nó là hàng cây thương mại triển lãm thì người ta bảo người ta trưng bày. Đã là thương mại là để bán mà không báo giá thì hơi căng. Thế thì truyền thông không có tác dụng gì. Cây khế này cũng có dáng dấp rất là tuyệt vời. Các bác ngắm này, tổng thể của tán của nó này. Đẹp thế chứ. Và những cây khế rất đẹp đến từ Vĩnh Long. Vâng, và đây là một tác phẩm khế có một cái
nét nghệ thuật rất cao, như là một cái hang động, một cái cầu kiều. Ở tại thời điểm này thì hai bên này là hai cái gốc, chứ không phải là một cây đưa xuống ngọn, xuống mặt đất. Cái điểm giao thân ở chỗ này không biết đã dính chưa, hai cây khế là một chưa. Tôi quay sang kia tôi nhìn thế nào. Đẹp thế chị. Ở chỗ vị trí này này, đây chính nó đây, chính nó đây, cái chỗ nối hai cây này. Đấy, cũng là rất sáng tạo. Đây là một cây, đây là một cây. Sau đó họ đưa khép lại thành một cái cầu. Đẹp quá. Trên này như là một rừng khế luôn. Rừng trên thân. Tôi gọi là cầu khế. Đẹp thế. Và còn đây là cây trứng gà. Có ba cây khế lớn đứng ở bốn cây ở dãy đằng trước này, công nhận đẹp thật đấy. Sức sống của nó như thế này, khí hậu đất đai miền Tây. Đến gian hàng này thì rất nhiều những cây mini. Cái cây anh đang cầm tay đấy khoảng bao tiền anh ạ? Cây này 800. 800 ngàn, hay quá nhỉ, tuyệt vời đấy. Anh đang chỉnh trang lại một chút đúng không? Đây cái lô cây anh để trên giá đây này, trên kệ đây này. Đấy. Chắc là những cây này giá cũng đồng giá đấy. Đều khoảng 700-800 đúng không anh? 800 triệu à. Vâng. Quay luôn.
quá đã luôn. Bonsai mini 7-800 một cây. Đang live stream rồi. Vâng. Đây là cây nguyệt quế. Khu này nhiều cây nguyệt quế đẹp thế nhỉ. Những cây linh sam như thế này tầm bao tiền anh ơi? Cây giống này thì cây học phấn giống này 3 triệu luôn anh. 3 triệu một cây đấy ạ? À, cây vâng. Này là nó bông nó, cái giống này bông nó quanh năm luôn, giờ mới bông nó nè. Quanh năm có hoa? Nó mỗi tháng mỗi bông vậy đó. À, mỗi tháng nào ra bông? Cái dòng học phấn đó, để trong mát rồi bông bình thường. Rồi. Còn cái dòng này nó có 1,5 triệu à? Như những cây này là 1,5 triệu à? À, cây này là sông hình. Cây này lá to nhỉ? Ờ, lá lớn, sông hình một cú. Vâng, đây anh có rất nhiều cây nguyệt quế, nó khuôn khuôn dễ chơi này, kích thước vừa phải đẹp này. Ví dụ như cây này bao tiền anh? Cây đó 4 triệu. Cây này 4 triệu á? Ờ, chơi rất hay nhỉ. Đây này, có 4 triệu đồng này các bác này. Đúng là giá bình dân đấy, quầy hàng, gian hàng của anh tôi thấy là rất hợp lý. Nhất là cái dòng mai chiếu thủy nhỏ nhỏ kia 7-800 một triệu một cây. Rồi.